Hôm nay thì mình đang có hai chiếc smartphone tầm trung mới nhất của Oppo, đó là Oppo Reno 11 và Oppo Reno 11 Pro. Hai chiếc máy này đã được update lên phiên bản ColorOS 14 mới nhất. Đến cả chiếc Oppo Find N3 mà mình đang sử dụng nó còn chưa được lên cơ mà. Và ở phiên bản này thì ColorOS đã được thêm rất là nhiều tính năng đồng bộ với cả laptop Windows. Ví dụ như là copy ở trên điện thoại rồi paste ở trên máy tính và ngược lại, hay là mở ứng dụng điện thoại ở trên máy tính và nhiều tính năng nhỏ nhỏ khác. Đây là những trải nghiệm mà trước đây chỉ có điện thoại Samsung mới làm được thôi. Nhưng mà bây giờ thì một chiếc điện thoại Oppo mà được lên ColorOS 14 cũng đã có thể làm được rồi nhá. Rồi nó cũng có Dynamic Island mà Oppo gọi là thanh trạng thái nổi. Nhìn hay phết. Đấy, ban đầu khi mà mới cầm vào hai chiếc máy này thì mình thấy rằng là sao nó chẳng khác gì nhiều so với cả phiên bản tiền nhiệm cả. Nhưng mà dùng vài ngày thì mình lại có khá là nhiều thứ để mà chia sẻ với các bạn. Rồi, về mặt tổng quan nhá, thì có một thứ mà mình hơi khó hiểu, đó là mọi thông số giữa hai chiếc máy này gần như là tương đồng với nhau. Thậm chí là có hai điểm mà Reno 11 nó có nhỉnh hơn, đó là dung lượng pin nó sẽ nhỉnh hơn một chút và nó cũng sẽ có loa kép trong khi Reno 11 Pro thì lại không. Khó hiểu thực sự luôn. Còn Reno 11 Pro thì nó là Pro mà, nên là nó cũng sẽ có một số những điểm hơn một chút, ví dụ như là con chip này hay là tốc độ sạc nhanh nó cũng sẽ cao hơn một chút. Nhưng mà về cơ bản là trải nghiệm tổng thể giữa hai chiếc máy này là gần như không khác nhau. Đã thế Reno 11 nó lại có hai điểm mạnh hơn rõ ràng như vậy thì nếu như mà là mình, mình sẽ chọn ngay chiếc Oppo Reno 11 này. Còn đi vào chi tiết thì về mặt thiết kế nhé Có một câu nói mà mình rất tâm đắc Đó là chày cối thành huyền thoại Ám chỉ cách mà chúng ta giữ đúng mục tiêu và cách làm Và để đối thủ tự nản trí và tự thua Thì lúc đó chúng ta sẽ tự thắng Và khi mà nhìn vào thiết kế của dòng Reno 11 Series năm nay Thì mình thấy rằng là có khá là nhiều thứ tương đồng ở đây Oppo vẫn giữ nguyên kiểu thiết kế sang xịn mịn này qua bao nhiêu đời Reno rồi. Hai bên màn cong nhìn rất mỏng và sexy. Dù các bạn có chê màn hình cong là khó dùng thì mình vẫn nghĩ rằng là đặc điểm thiết kế này nó vẫn rất là hấp dẫn với cả một nhóm người dùng khá là lớn. Đó là những người yêu thích sự mềm mại trong thiết kế. Và quan trọng hơn là trong khi nhiều hãng đang biến cong thành phẳng thì Apple vẫn giữ lại kiểu thiết kế đắt tiền này. Mà quan trọng là nó lại ở trên một dòng sản phẩm tầm trung mà những máy tầm trung bây giờ thì đâu có nhiều hãng làm kiểu màn hình cong này nữa đâu. Thậm chí là chiếc Galaxy A54 ấy mình cảm giác là còn tự thua Samsung bằng một cái nào đó lại biến màn hình mỏng thành viên màn hình dày nên là nếu như mà bạn có chê hay là không thích màn hình cong ấy thì thử nghĩ lại mà xem có khi đây lại là một điểm mạnh của những dòng sản phẩm tầm trung như là chiếc OPPO Reno 11 Series này nó rất là mỏng nó không có cảm giác tầm trung nói chung là nhìn nó rất là cao cấp về mặt thị giác pho máy thì không thay đổi gì nhiều so với cả các đời trước kích thước máy vẫn là 6.7 inch và độ dày thì vẫn cực kỳ là mỏng chỉ có mặt lưng thì mỗi năm OPPO lại biến hóa nó đi theo nhiều cách khác nhau họa tiết năm nay thì mình thấy rằng là giống một dạng đá Bản Reno 11 thì nó được hoàn thiện một lớp mịn ở trên bề mặt Còn Reno 11 Pro màu trắng này sờ vào thì sẽ thấy rằng là nó hơi sần sần Mình nghĩ là đẹp hay xấu ở đây nó phụ thuộc rất là lớn vào quan điểm của mỗi người Nhưng mà đây chắc chắn là kiểu thiết kế mà không phù hợp với số đông Rồi, quay trở lại về mặt phần mềm Thì về cơ bản là ColorOS nó không có quá nhiều thay đổi về mặt giao diện Một số thứ mà mình muốn được Oppo cải thiện hơn như là nâng cấp số lượng widget thì vẫn chưa thấy đâu Tuy nhiên thì ColorOS 14 nó vẫn được bổ sung thêm một số thứ mà mình thấy rằng là khá là đắt giá Ví dụ như là tính năng file trung chuyển Nó như là một anh shipper vậy Bạn muốn ảnh à? Cho vào file trung chuyển Hay là bạn muốn copy một cái chữ bất kỳ nào đó đang đọc ở trên website Cho vào file trung chuyển Hay là muốn copy tài liệu Cho vào file trung chuyển Rồi muốn gửi cho ai đó thì bạn có thể là lôi từ file trung chuyển đó ra Và gửi cho họ là xong Còn về tính năng thanh trạng thái nổi Thì không hiểu vì sao Oppo không cho nó vào giữa luôn như là Dynamic Island đi nhỉ Hiệu ứng mọi thứ thì mình thấy rằng là Đúng là mượt mà, đúng chất của Oppo đây rồi nhưng mà mình nghĩ rằng là cho vào giữa thì nó sẽ hợp lý hơn. Hiện tại thì thanh trạng thái nổi này nó mới chỉ được hoạt động được với cả tính năng ghi màn hình và ứng dụng Grab thôi. Đây có thể là một tính năng mà Oppo gọi là làm cho vui, có thể là nó cũng chỉ có đến thế thôi. Còn trong trường hợp mà làm nghiêm túc ấy thì ứng dụng hỗ trợ cho thanh trạng thái nổi này nó mới nhiều được. Nên là trước mắt thì mình nghĩ rằng là người dùng cũng không nên kỳ vọng gì nhiều ở khả năng tương thích ứng dụng nha ngoài ra thì như lúc đầu mình đã chia sẻ là điện thoại Oppo bây giờ đã có thể đồng bộ được rất là tốt với cả laptop Windows rồi đây là một tính năng mà mình thấy rằng là không nhiều người để ý đâu vì thông thường người dùng sẽ chỉ để ý bản thân cái sản phẩm mà họ mua mà thôi nhưng mà khi mà một sản phẩm mới nó chuyện được với những cái sản phẩm cũ mà bạn đang sử dụng thì trải nghiệm nó lại rất là liền mạch và phê đó nha còn về camera thì đảm bảo chụp chân dung xong là anh chị em mê ly luôn đây cũng là định hướng từ xưa đến nay của Oppo rồi nên là thuật toán camera từ xưa đến bây giờ ấy, nó luôn là tối ưu điểm làm sao chụp người nhìn nó đẹp nhất có thể có một vài ưu điểm mà mình thấy rõ ở đây Thứ nhất là mặt người nó sẽ được làm mịn vừa đủ và không hề ảo nhá Thứ hai là màu sắc nó có mức độ tương phản và độ nổi của là rất là tốt Nhìn ảnh nó sẽ có mức độ chiều sâu là cao hơn Năm nay thì cả hai dòng máy này đều có camera tele 2X Nên là nếu như mà chụp đầy đủ sáng ấy Mình nhắc lại nhá Là chụp người nhá Thì ảnh nó sẽ có mức độ chiều sâu là rất là tốt Và bức ảnh cho ra là nhìn chỉ muốn tự yêu bản thân luôn thôi Tuy nhiên thì cũng chính bởi vì hơi tập trung vào chụp chân dung mà đây cũng chỉ là một sản phẩm tầm trung nữa, nên là nếu như mà các bạn chụp cảnh thì nhiều khi màu sắc của ảnh nó lại lên hơi rực. Ngoài ra thì cách sắp xếp camera tele 2X nó nằm lệch hơn hẳn so với cả hai cam còn lại. Nên là khi mà các bạn chuyển từ ống kính tele 1X lên 2X thì sẽ thấy rằng là hiện tượng giật khực là rất là rõ ràng nhá. Cam tele 2X này nó cũng sẽ không có chống rung OIS, nên là chụp bằng một tay thì gần như là rung chắc luôn. Còn trong ứng dụng camera nó có chế độ chụp 5X được tách riêng ra. Nhưng mà rất ít khi mình dùng đến chế độ này vì độ chi tiết của nó là không cao. Mình nghĩ là chế độ 5x này nó sẽ chỉ phù hợp trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như là chụp tài liệu này hay là chụp zoom lên bảng ở lớp học này thì được, chứ còn để mà nói là chụp ảnh nghệ thuật rồi đăng lên mạng xã hội ấy, thì là chưa. Còn chế độ tele 2x thì chụp để đổ sáng như mình đã nói lúc nãy là nó rất là tốt và chụp người thì vì nó zoom lên mà nên là nó lại càng có mức độ chiều sâu là rất là cao. Thưa mình để ý là ngày xưa mấy chị em mà biết chụp mà dùng iPhone 13 hay là iPhone 13 Pro mà chưa có tính năng chụp 2X ở trong cái phần mềm camera của iPhone ấy Là mấy chị em vẫn chủ động zoom lên 2X để mà căn góc chụp người ấy, nó sẽ có mức độ chiều sâu là cao hơn Tức là ngay từ ngày xưa chưa có chế độ 2X ở trên iPhone nhưng mà mấy chị em mà biết chụp ấy là đã có cái thói quen là zoom lên 2X để mà chụp rồi Thì bây giờ Oppo đã cho sẵn chúng ta chế độ 2X và camera tele 2x để mà các bạn có thể là chụp một bức ảnh có mức độ chiều sâu là tốt hơn. Nó không bị quá xa và các bạn sẽ có một khung hình chuẩn để mà chụp bạn bè hay là người thân. mua về chụp Tết thì đúng là chuẩn bài. Về màn hình thì cả hai chiếc máy này là giống nhau và đây là điểm mà Oppo đã làm rất là tốt từ các năm trước rồi. Chất lượng màu sắc của nó là rất là tốt. Nhưng mà nếu như mà phải chỉ ra một điểm mà chưa được ấy thì là độ sáng của chiếc Oppo Reno 11 này nó sẽ chỉ là 800 nit và Oppo Reno 11 Pro là 950 nit dùng trong nhà thì rất là ok nhưng mà nếu như mà đi ra ngoài trời thời tiết mùa hè hay là những cái hôm nào mà có nắng gắt đấy thì nhìn nó sẽ rất là khó đây nha về cấu hình thì thông số là có tranh lệch nhưng mà sợ tranh lệch là chưa đủ nhiều để mà tác động vào trải nghiệm thực tế mình thấy rằng là mọi thứ nó đều rất là mượt đáp ứng tốt trải nghiệm hàng ngày thỉnh thoảng lướt tay nhanh quá thì nó mới bị đi nhẹ một chút và cả hai chiếc máy này nó cũng sẽ là như vậy nên là như lúc đầu mình đã nói Oppo Reno 11 vẫn là một chiếc máy đáng mua hơn nếu như mà chúng ta so sánh giữa hai chiếc máy này với nhau. Rồi và đó là những cái trải nghiệm nhanh của mình về hai phiên bản Oppo Reno 11 series năm nay. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Và các bạn nghĩ sao về kiểu thiết kế này? Và những cái thông số cấu hình mà nó trang bị hãy cùng chia sẻ phía bên dưới nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem đến giờ phút này của video. Còn bây giờ thì xin chào và Đấy, các bạn nhìn hình nền đẹp không? Đấy những cái tiểu tiết đó ấy, nó tạo nên một cái trải nghiệm rất là hay khi mà sử dụng luôn. Còn bây giờ đây xin chào và hẹn gặp lại.